Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa bà con, khối không khí lạnh suy yếu nên hầu khắp các nơi trên khu vực Biển Đông cường độ gió đều suy giảm. Với khu vực Bắc Biển Đông bao gồm phía đông bắc của huyện đảo Hoàng Sa thì gió giảm xuống cấp 4 đến cấp 5, tình trạng biển dần ổn định trở lại. Với các vùng biển ven bờ và khu vực giữa cũng như là Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, gió vẫn thịnh hành theo hướng đông bắc với cường độ đã suy yếu dần, phổ biến ở khoảng cấp 4. Mưa xảy ra ít và thuận lợi trong hoạt động hàng hải trên khu vực này. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió trên các vùng biển chủ yếu ít thay đổi và vẫn trong tình trạng thuận lợi, ít gây trở ngại trong hoạt động hàng hải. Với khu vực Vịnh Bắc Bộ thì vẫn còn nhiều mây về đêm và sáng với sương mù nhẹ rải rác, làm tầm nhìn xa giảm xuống còn 1 km, nhưng đến trưa chiều thì sẽ giảm nhanh, tầm nhìn xa trở nên thông thoáng hơn. Với các vùng biển ven bờ từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan và hầu khắp các khu vực biển ở phía Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, sẽ thịnh hành gió đông bắc đến đông với cường độ trung bình đến yếu, nên sóng biển thấp dưới 2 mét, thời tiết vẫn trong trạng thái tốt. Tuy nhiên, quý vị và bà con cần chú ý khối không khí lạnh từ phía cực bắc bắt đầu tràn về và lần này sẽ có cường độ rất mạnh. Nhiều khả năng từ ngày 22 tháng 1 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh lên cấp 6 cho tới cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Từ ngày 23 tháng 1, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ, toàn bộ khu vực Biển Đông bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Các tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực cần hết sức cảnh giác để chủ động phòng tránh an toàn. Và sau đây là phần dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió trên vùng biển này thịnh hành theo hướng đông đến đông nam, thổi yếu trong đêm nay và ngày mai. Thời tiết có mưa vài nơi, tình trạng biển ổn định nên thuận lợi trong hoạt động hàng hải. Chỉ chú ý là vào thời điểm về đêm và sáng, sương mù sẽ xuất hiện và cản trở đến tầm nhìn của tàu thuyền. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, thời tiết cũng khá giống với vùng biển phía Bắc. Đới gió đông đến đông nam thịnh hành với cường độ khoảng cấp 3 đến cấp 4. Thời tiết có mưa vài nơi cùng tình trạng biển ổn định nên nhìn chung ít gây trở ngại trong hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Tuy nhiên, bà con ngư dân nên hạn chế ra khơi xa bởi dự báo từ ngày 22 tháng 1 thì gió đông bắc tại đây hoạt động mạnh trở lại khiến biển động mạnh và sóng lớn. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, trong đêm nay và ngày mai khu vực này sẽ có gió đông bắc đến đông ở cường độ trung bình yếu, với những con sóng biển cao từ 0,5 cho tới 1,5 mét. Khu vực cũng chỉ có mưa nhỏ ở một vài nơi vào đêm và sáng sớm, nên tình trạng biển và thời tiết đều trong trạng thái ổn định. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý, gió có hướng đông bắc đến đông với cường độ ở khoảng cấp 4 trong đêm nay và ngày mai. Thời tiết biển tốt với mây thay đổi và không có mưa, tầm nhìn xa duy trì trên 10 km, nên tàu thuyền có thể hoạt động bình thường. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, gió đông bắc đến đông ở vùng biển này có cường độ đạt cấp 4 đến cấp 5 và sẽ duy trì như vậy trong đêm nay và ngày mai. Sóng biển dao động trong khoảng 1 cho tới 2 mét. Thời tiết biển vẫn trong tình trạng tốt, trời không mưa và tầm nhìn xa trên 10 km. Với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu, đêm nay và ngày mai vùng biển này sẽ có tình trạng biển tốt với những cơn gió nhẹ và sóng biển lăn tăn. Trời có mây thay đổi đến ít mây, ánh nắng chan hòa nên rất thuận lợi trong hoạt động hàng hải cũng như hoạt động du lịch thăm đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu. Khu vực vùng biển Vịnh Thái Lan trên khắp vùng biển này cũng chỉ có những cơn gió nhẹ trong đêm nay và ngày mai. Do nằm trong khu vực khuất gió nên vùng biển này tình trạng biển cũng trong trạng thái tốt với ít mây và không mưa, sóng biển dao động trên dưới 1 mét. Các hoạt động hàng hải có thể diễn ra một cách thuận lợi. Đến với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, gió sẽ thịnh hành theo hướng đông đến đông nam với cường độ trung bình. Mưa xảy ra ở vài nơi, tầm nhìn xa duy trì trên 10 km nên tạm thời sẽ thuận lợi trong hoạt động hàng hải trên khu vực. Tuy nhiên, cũng từ ngày 22 tháng 1, gió đông bắc sẽ hoạt động mạnh dần và khả năng hoạt động mạnh mẽ từ ngày 23 tháng 1 gây biển động mạnh và sóng lớn nên các tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực này cần chú ý để chủ động cho thuyền cập bến an toàn. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ vĩ bắc, gió đông bắc đến đông có cường độ yếu, cùng với đó là thời tiết chỉ có mưa xảy ra ở vài nơi, sóng biển thấp dưới 2 mét sẽ là điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng hải trên khu vực trong đêm nay, ngày mai và cả ngày thứ 6 cuối tuần này. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm phía nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Trân, đảo Song Tử Tây. Dự báo trong đêm nay và ngày mai gió đông bắc có cường độ cấp 4,
thời tiết biển rất ủng hộ trong hoạt động hàng hải với tình trạng ít mây, ban ngày trời nắng, tầm nhìn xa duy trì trên 10 km. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.